huấn luyện viên Park Hang-seo trước địa điểm xây dựng học viện bóng đá. Huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện mới đây đã chốt được địa điểm xây dựng cơ sở dạy bóng đá cho trẻ em. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam hồi tháng 3 và đang có kế hoạch đầu tư vào đào tạo trẻ, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ cầu thủ kế cận của bóng đá Việt Nam. Theo nguồn tin uy tín, huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện đã có hồ sơ gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội về việc muốn lập cơ sở dạy bóng đá tại Hà Nội. Trước đó, sau khi hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ: "Tôi sẽ thành lập học viện bóng đá tại Việt Nam. Tôi muốn giúp đỡ bóng đá cộng đồng và bóng đá học đường ở Việt Nam. Trước mắt, nhóm của tôi gồm 4 người sẽ thiết lập dự án này. Trong đó có tôi, cùng một người bạn nữa không phải người Việt Nam và người thuộc một tập đoàn lớn. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai." Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin đang đàm phán hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội của V-League. Đội bóng này muốn ông Park làm giám đốc kỹ thuật, còn ông Lee làm huấn luyện viên trưởng. Vì vậy, chiến lược gia Hàn Quốc cho biết mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở tiếp xúc và hiện vẫn chưa có gì là chắc chắn, nên ông chưa tiết lộ chi tiết các điều khoản đàm phán. Đội bóng thủ đồ chưa có thành tích như mong đợi dưới thời huấn luyện viên Paulo Foiani khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 2 trong 4 trận đầu tiên của V-League. Nếu ông Park và ông Lee cầm quân câu lạc bộ Công an Hà Nội, những ngôi sao trong đội hình như Văn Đức, Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Dũng hẳn nhiên được hưởng lợi, bởi họ chính là những học trò cương đã sát cánh với cặp Park, Lee trong suốt chiều dài 5 năm thành công của U23 và đội tuyển Việt Nam.